Cả hai thuần sách tay hót hết các bác nha, toàn chim thuần chơi tốt thôi. Đấy, chơi cánh chơi đuôi mầm luôn các bác nha. Chim đấu rất tốt, thoải mái, thuần sách tay lắc lồng thoải mái vẫn chơi nha các bác nha. Hót tốt mà chiến tốt các bác nha. Em này thì đuôi xòe sắp ôm cống rồi này các bác này. Đấy, ôm cống cho bác xem này. Đấy, em này mỏ vàng bộ to đuôi xòe các bác nhé. Đấy, em này sắp ôm cống này các bác này. Em này đem bắt trên bản ôm cống rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Ôm cống cực kỳ đẹp luôn. Quá VIP luôn các bạn, quá đẳng cấp luôn. Nào máu chưa? Đấy, hot tốt mà anh em nào về thích chăm chiến cũng ok nhá. Để em đứng gần một chút nữa cho các bác xem rõ được hai con chim này. Anh em nhìn ôm cống này, quá đẹp luôn. Đấy, ôm cống đấy các bác, đỉnh không? Đấy, cầm trên tay ôm cống luôn nha các bác nha. Quá VIP. Em họ mi đẳng cấp luôn nha các bác nha. Bộ to chơi tốt, chơi quá đẹp luôn. Em này liên tục ôm cống này. Đấy, cho bác xem rõ em này đầu mặt rất là đẹp luôn. Đấy, em này chăm lên mới là đẹp này.